là cái vườn mãng cầu của cô Lan ở Saint Pete. Các bạn mà có dịp mà ghé Saint Pete chơi á, thì thăm cái vườn của cô này, mãng cầu rất là nhiều, các bạn thấy không? Chỉ có ở Florida thì mình với trồng được nhiều mãng cầu như thế này. Rồi trồng rất là dễ. Cô trồng cái này bao năm, bao lâu rồi cô? Mười mấy năm rồi, sắp bỏ rồi đó cô ơi. Ồ, mười mấy năm á, mà mỗi năm á, là cô bán cái này cũng thâu về khoảng 5-6 ngàn á các bạn. Cho nên qua Mỹ này cô không có cần đi làm, chỉ sao có trồng mãng cầu như vậy thôi nè. Các bạn không nói là bán cái này trồng không? Các bạn thấy mãng cầu không? Dạ. Nè. Mỗi mùa nào mà thất thu á, thì là 5-6 ngàn, còn mùa nào mà trúng á, thì là khoảng 10 ngàn các bạn. Qua một hộp toàn đó, bán một mùa mãng cầu qua một hộp toàn 10 ngàn đó. À, thấy chưa, cô nói mà bán một mùa mãng cầu là thâu 10 ngàn. Các bạn thấy không, tuốt ở dưới đây nè mà nó cũng có trái nữa. Hết chừng nè. Bác có mấy chục cây bác? Hả? Có mấy chục cây? 20 mấy cây. 20 mấy cây là đủ sống về già rồi nè nha mấy các bạn. Còn ở bên kia phía sau của mình đó là mấy bạn thấy những cây bạc hà không? Ở Saint Pete này là bác chuyên bỏ những các chợ. Wow, trái này đã quá. Wow. Cầu rất là đã. Đây nữa nè. Thấp vậy mà cũng có nữa. Xung quanh nhà luôn nha. Chùm. Khỏe không? Quá chừng nè. Nhiều. Cái này nhiều lắm mà có một phần tí. Đấy nè. Cái này là bác mới hái một đợt rồi đó. Được hộp xoàn. Bác hộp xoàn 10 ngàn mỗi trời lớn đó cô. Rồi không những vậy thôi mà bán bạc hà nữa. Ô, bác thấy con thấy rồi bác cho xeo nữa, bạn ghé con thấy không? À, đây bán cầu quá chừng nào bạn ha. Nhiều lắm. Nè. Cái trái nó cũng ngon á. Dạ, dạ. Có hai trái này, bác lấy về ăn. Nè, đây trái nè. Nó nở nứt luôn rồi. Dạ. Ồ, trời đang mưa. Wow. Đây. Dạ, cái cầu này các bạn, nó hai súng. Ồ, cầu trắng nhiều quá. Dạ, nguyên một vườn luôn. Để chỉ chừng 2-3 ngày là chín rồi hả? Dạ. Cho nên nó ở Florida này sướng lắm các bạn. Những cái trái cây Việt Nam là ở đây đều có cả. Đó, đây là vàng bạc hà đây. Cũng như nguyên cái vùng Saint Pete và Tampa Bay này là bác chuyên về bạc hà. Làm bạc hà. Nha. Đó. Rồi. Quá trời hả con ha. Dạ. Các bạn, hôm nay thì nhân dịp mình chở má mình mới đi thờ về cho nên ghé nhà má. Các bạn thấy cái cây này không? Hoa phượng nè. Mỗi năm đến hè thì lòng mang bắt buồn, nhưng mà bây giờ nó chưa có ra bông. Hôm nào nó ra bông là mình quay cho các bạn coi nha. Phượng này là phượng màu đỏ. Mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đặc biệt đó là nhà má mình có cái hai cái cây lan này rất là hay nè các bạn. Nó ra bông rất là nhiều. Cây này nó hướng này thấy bông này nhiều nè, các bạn thấy không, lan này nó chơi mỗi lần mà nó ra bông á là khoảng từ 3 đến 4 tháng nó mới tàn lận các bạn. Cái này là nó sắp sửa tàn rồi đó, chứ mà lúc trước á là nó nguyên từ trên xuống dưới luôn. Hai cái cây này nó nặng quá cho nên nó bắt đầu nó bị ngã xuống hướng bên kia, cho nên ba mình lấy cái cây chống lên. Các bạn thấy không, cái bông này lan này chơi rất là lâu tàn.
và rất là dễ trồng các bạn. Cái này mình chỉ cần gắm xuống thôi thì nó sẽ cho ra bông. Má mình trồng đủ thứ hết trơn á, nhưng mà mùa này thì bữa nay là tháng đầu tháng 8 cho nên nó cũng bắt đầu tàn bớt rồi. Được biết là má mình trồng rất đơn giản thôi mấy bạn, chỉ có dưới cái chậu này nè, bỏ dưới cái chậu rồi nó sẽ cho ra bông và ra trái. Loài đa này thì dễ trồng mãng cầu dữ lắm, mít, mãng cầu, nhãn chôm chôm, trái gì cũng có. Hôm qua má hái hết bớt rồi. Đây. Đây cũng thêm một cây cây lan nữa đây. Thêm một cây lan ở đây nữa. Ra trái quanh năm nha các bạn. Hộp nó nhỏ xíu xíu à, hình như cốc Thái hay gì á ta. Đây nè, đó. Quanh năm lúc nào tới nhà má cũng hái trộm vài chùm hết trơn á. Nhà mình thì không có trồng cốc. Chỉ có trồng rau với mãng cầu thôi à. Còn cốc nhà má mình thì mình cứ tới mình ăn ké. Rồi các bạn á. Có cái cây này nữa nè. Hồi đó thì nó nhỏ xíu xíu à, mà cái này là cũng được hai mươi mấy năm rồi. Các bạn thấy nó bự không? Không biết cây này nó kêu là cây gì ha. Không biết bạn nào có biết cái cây này tên gì không thì nhớ comment cho mình biết nha. Cái này nó cứ mọc lá rồi nó úp lên đó, rồi má mình treo trên đó. Cái này cũng được hai mấy năm rồi, càng ngày nó càng bự. Hồi mới thì có chút xíu vậy thôi. Chắc khoảng 25 năm á thì nó bự cỡ vậy nè. Mà mình không biết tên, các bạn biết tên thì nhắn tin cho mình biết cây này cây gì nha. À, cái vườn của má mình á thì má mình thích chơi bông, chơi lan. Với lại má cũng trồng rất là nhiều cây alo, cây da đam.
mình cũng hay tới đây để bứng cắt về nấu chè. Cái này ăn rất là mát khi mình nấu chè với đậu xanh. Cái này vườn má nói má cũng có săn sóc gì nhiều cho lắm, cho nên nó cũng bị cỏ đâu tùm lum hết. Mùa này Florida nóng lắm mấy bạn, cho nên là biến ra ngoài. Có cây xoài ngay đây nữa nè, nhưng mà mới hết mùa rồi. Cái xoài này nó là xoài Nam Đốc Mai, nó cho ra trái rất là nhiều. Đợt rồi má hái cũng được vài chục hao á mấy bạn, nhưng mà hôm để năm sau đi, nó có trái nhiều mình quay phim cho bạn coi, chứ bây giờ là nó hết trái rồi. Bây giờ thì chỉ mùa mắng cầu còn thôi. Cây này nhỏ xíu rồi mà bà thấy không, mà cũng bắt đầu có trái rồi nè. Đó, có trái rồi. Và chỗ kia cũng còn cây nữa nè anh. Mùa này là tha hồ ăn mắng cầu các bạn ơi. Đó, thấy không? Đó. Rồi nằm dưới kia nữa. Trái này nở gai rồi. Cây bên kia kìa, bên kia trái cũng nhiều em. Cây này má chưa hái cây này. Má chưa hái cây này nè. Wow. Má quên cây này, má không để ý cây này. Má quên cây này nằm trong góc. Nằm trong góc nè. Hai bên trái luôn. Thế là mình chôm dài trái mấy bạn đó. Nha, mấy bạn thấy không? Trái này hái được rồi. Rồi mình bẻ nè nha. Kể nè, đã chưa? Wow, cái này còn ở dưới đó, nó đợi nó nở nở mắt cái ngày mai không mốt gì đó thì mình hái tiếp. Cái đó được á? Cái đó hả? Cái này hả? Cái được. Wow, hái cái đó luôn. Hái cái này luôn. Ồ. Đó, mấy bạn. Còn á ở trong kia nữa kìa. Wow. Cây này má trái nhiều nè. À, má chưa đục tới, má chưa hái. Cây bên kia ở trong kia quá chừng nè. Dạ. Trái này hái luôn đi. Nha. Trái này già lắm rồi. Không thấy không? Hái đi. Hái hả? Hái cái này đang. Dạ. Ôi bên này nó còn chưa nở hung nè. Để cho nó nở hung đi. Cái mình canh canh. Gai nó bự lắm rồi. Dạ, canh canh cái mình hái. Thôi gai nở quá rồi, hái. Hái luôn hả? Để sóc nó ăn á. Ồ ok. Đây anh cầm cái kia cho. Bắn cầu các bạn. Ở sau vườn mà má mình cũng có mấy cái chuối nữa nè, nhưng mà chưa có trái lại chưa có búp. Chuối này chuối gì em? À, chuối sứ. Tháng 8 là mai còn bông nè. Hình như tới quý hay sao á. Các bạn thấy cái lá gì không? Bồ ngót nè, nhà má cũng trồng bồ ngót nữa. Bồ ngót này nấu canh tôm nè. Các bạn, không những có mắm cầu mà còn có mít nữa mấy bạn ơi. Đó. Nhưng mà nó chưa có bự lắm, chưa có đến mùa. Các bạn thấy không, ở đây có khế nữa, Florida cây gì cũng có hết trơn á. Khế này rất là ngọt, trái cũng rất là nhiều. Thế đã quá Quyền ơi. Hái đi Quyền. Cái vườn này là quá chừng khế luôn mấy bạn. Nè bà công bà đang hái trộm. Đây. Công bà đang hái trộm khế. Chị này đang hái trộm khế đây. Có cả cái vườn, có cả thế giới tôi đang hái trộm. Ăn khế chả vàng này mấy bạn. Khế này là khế ngọt nha. Để ta hái mấy trái ta dùng xa đi. Tại vì ta không có kêu để ta chạy qua ta hái trộm mà ta chưa qua bữa nay phải qua rồi. Rất là ngọt mấy bạn ơi, và rất là nhiều. Nó ăn đủ hết, đụng đầy ngay nè. Nha, đụng đầy hết trơn à. Trời, tôi đi hái trộm. Cái mặt tôi không biết xấu hổ luôn các bạn. Tôi đi hái trộm. Các bạn ơi, cái nhà của bạn mình anh Khanh chị Ly này á, họ là đủ thứ trái cây hết trơn á. Nào là khế mà mận á, để mình quay cho bạn coi nè nha. Đây là mận.
Coi đa cái gì cũng có, thấy chưa? Thấy mặn không mấy bạn? Mặn nữa Huyền ơi. Ồ. Dạ hả? Huyền ơi, ở dưới này quá chừng mặn luôn nè. Mặn chín, chín màu trắng. Cái cây mặn này nó bự kinh luôn á. Wow. Huyền lấy nguyên cái giỏ luôn chứ. À, đã lắm mấy bạn, mùa hè mà mấy bạn qua đây hả, là tha hồ, là cái cây mới thấy mặn không? Được rồi, được thử, thử thử ngọt hay không? Rồi, Quyền thử coi, Quyền thử ngọt không Quyền? Bị sâu rồi. Bị sâu rồi, rồi hai trái khác đi. Mấy bạn thấy nó rớt ở dưới này không? Không, mình không có ăn kịp á. Rớt ở dưới đất, nhiều ơi là nhiều. Ô, trái này good. Đó, Quyền ăn thử coi, ăn thử ngọt không? Thử nha. Vô tại vườn ăn luôn mấy bạn. Ngọt. Đã quá vậy. Ăn cho cay. Ngon. Wow. Nó nằm ở dưới cái lùm á, tại cái loại này nó màu xanh á, Quyền không có ít thấy. Nó có tự luôn. Kia, hái đi. Ừ, ngọt ghê á. Ê, mắm cầu. Mắm cầu nè. Mắm cầu nè. Mắm cầu nữa mấy bạn. Đây. Vô kia là mở giường nữa tao mày. Đây nè. Mưa xuống nè, xuống. Mưa. Đây mình đâu mà qua đây nè, mắm cầu nữa thấy chưa mấy bạn, quá chừng luôn đây đó. Mặn này nó nằm ở dưới Quyền nè, mấy trái nè, biết tao biết, mấy trái bự nè, mưa đúng không, hái mưa rồi sao đây. Đây nè, ăn đi, ăn tao mà ăn đi, ăn quay đi, thủ tiêu, thủ tiêu ra chứ. Đã không mấy bạn, đù chú cha cái mặn quá chừng luôn. Đâu có chùm đâu, mặn quá. Nó nằm ở dưới lắm bạn. Chung chung ở trên đây nè. Mấy cái bự có đang trục rồi. Rồi để mình dẫn mấy bạn đi ra phía sau nữa nha. Có rất là nhiều trái cây. Đây mấy bạn ơi, mít nè. Quá chừng mít luôn. Mít Quyền ơi, coi cái trái, coi trái nào dính không, hái luôn đi Quyền. Quyền ơi, Quyền test thử thử có trái nào chín đâu mình hái vô luôn đi Quyền. Cái này không biết nữa. Biết đó thôi là biết nha mấy bạn. Xoài nè. Mắm cầu dính thử lắm, này nó đủ thứ. Nhiều quá. Được chưa Quyền? Chín chưa? Chín. Mấy bạn, cái này là mùa mắm cầu cho nên nhà nào Việt Nam ở đây cũng có mắm cầu hết trơn á. Ồ, cái cây này sao nhiều quá vậy? Chanh phải không? Chanh. Nhà Ly không có ăn luôn á, coi nè, để nó chín, nó rụng đầy hết trơn à. Chị này nói là cái này, lá này là lá cách để ăn bánh xèo. Mà ca thì chưa bao giờ ăn cái lá cách đó. Nhiều quá. Ô, nhà này sao nhiều món cầu dữ vậy ta? Mình quay vậy thôi mấy bạn, mà khi mà mình cúp máy á, là bắt đầu mình lấy giỏ mình đi. Mấy bạn biết là mình sẽ làm gì rồi đúng không? Ồ, có cây trứng cá nữa mấy bạn nè. Mấy bạn còn nhớ cây trứng cá không? Cái này. Có mấy cái trứng nè mấy bạn. Nè. Chưa? Nè. Trứng cá. Ồ, nó chín à. Cái này hồi nhỏ nhớ đi sân trường á, sân trường phải không? Sân trường. Chưa, wow. Nè, tóc đẹp kìa. Thôi, bà thấy cốc nữa không? Cốc này là giống như là ăn quanh năm luôn đó. Ở Florida này là không có thiếu, không có thiếu cái gì nữa. Các bạn thấy bầu không? Ô, bầu mà có nó có cái gì nữa nè, mặn cầu nó cũng trèo lên cái nhành bầu. Rồi rau quế, rau thơm nè mấy bạn, không những có trái cây mà còn có rau nữa. Đây, giờ đây là vườn chuối. Samoche.
không biết mùa chợ là mùa nào là mùa sa mạc chê ta. Thấy. Rồi, chuối. Chuối nè mấy bạn. Mình thấy cái bắp chuối là mình muốn ăn bún bầu quế quá. Quyền hái này vô xíu nữa mình nấu bún bò đi Quyền. Các bạn thấy không, cái này cái một cái nhà mà có cái miếng đất phía sau là mẫn cầu nó không chịu hái rồi đó, cái đất luôn. Đó, mẫn cầu đến nỗi mà ăn không có hết kịp á. Chín khô rồi, cái này chín khô luôn đi cây rồi. Ồ, uống ghê không? Chín khô nè. Cái làm miếng không có giờ. Tí ông hái được bán cho người ta đi, hái bán. Cũng có cái vú sữa nữa nè mấy bạn. Mà không biết có trái chưa ha. Có trái không Quyền? Chưa thấy trái. Bây giờ mùa mãng cầu cho nên đi góc cạnh nào mình cũng đụng cái cây mãng cầu hết trơn á. Ồ, còn đây là cây samoche mấy bạn. Samoche. Đây mình thấy được một trái nó nằm ngay đây. Đó, samoche nha. Ồ, rồi có một ngọn nữa nè. Ở sau vườn nhà anh này có rất là nhiều trái cây Việt Nam. Hôm nào mà mấy bạn qua Florida này mà muốn đi vườn trái cây mà thì liên lạc mình dẫn đi nha. Ớt nữa nha mấy bạn. Giữa vườn mãng cầu thì nó len lỏi về mấy cái ớt. Ớt này chắc là cay dữ lắm đây. Ô ớt, trái chín quá chừng luôn, mình hái luôn không Quyền? Ớt nhiều lắm nè, mình không hái là nó rụng xuống hết. Mía nè mấy bạn. Mấy bạn thấy xa xa không? Có ba cô thiếu nữ đang hái trộm mắng cầu ở đằng kia kìa. Đây là này là mà đang hái samoche nè mấy bạn. Cái này mà mình đang hái samoche nè. Ui nó chín rồi, bụng nó rớt nè. Ồ. Chị Quyền bên này có ăn trái cho nó mềm. Chín chưa? Mềm rồi, trái đó không giờ dài, nhưng mà già rồi. Thấy sướng không mấy bạn? Đâu cần phải về Việt Nam. Ở đây cũng có samoche, có vú sữa, mắng cầu, mít rồi nữa. Mình chưa ăn đâu. Thử đi. Mình ăn thử. Hái rồi mình ăn tại vườn luôn nha mấy bạn. Đang thử mắng cầu đây. Đó, đâu có cần phải về Việt Nam, đi miền Tây miền gì đâu. Florida xem phít tại nhà anh chị Hữu Khanh này cũng có nè. Hái mấy bạn. Ăn thử thôi, mắng cầu dai hay bở? Dai ngon lắm. Ngon mấy bạn. Mấy bạn thấy không? Cái cây này là cây trứng cá mà nó có mướp để mướp bò lung tung trên cây trứng cá nè mấy bạn. Ô xoài. Tưởng hết mùa xoài rồi mà cũng còn. Mấy bạn thấy không? Tưởng đâu là hết mùa xoài rồi nhưng mà cũng còn sót lại một chùm ngay đây nè mấy bạn. Mấy bạn thấy không, mình dịch mình đâu có cần phải đi đâu, chỉ có cần đi tới thăm bạn ở trong nhà thờ với nhau thì sẽ hái được mắng cầu. Ô chín luôn rồi, chín rồi làm sao để chị lấy cho nó chín luôn nè, lấy xuống ăn luôn nha. Đó mấy bạn thấy không, hái mắng cầu vui không? Chưa, đừng có đánh dưới nước nó chả ướt em, dính em. Này không phải mắng cầu nhà mình trồng cho nên cứ hái thoải mái đi. À, mấy bạn thấy không đó, bây giờ bắt thang lên luôn á. Nhớ bị ông chủ nhà. Mấy bạn thấy không? Ông chủ nhà đang bắt trộm, ông chủ nhà kìa. Mắng cầu cái trái. Này nó chín rụng nè. Ồ nó chín rụng uổng ghê không? Cắm luôn đây. Ồ
ghê không anh Khang? Nó nứt mà nó rụng dưới đất luôn á. Chị Trang, Để nó chín đầu cẩm này. Để xuống đất này, để cái cẩm, để khác. Cái này sống hái mà. Nè anh, con nó rớt lần cắm. Biết, anh đi qua kia anh lụm mấy trái rồi. Đây này, cái mấy trái này không hả? Mình hà, này chín khô luôn, chín cái khô xanh. Phải lụm không, hay là mình hái, mình bỏ dưới đất xong cái chặt cái tới mình lụm. Rồi. Nó ngon gì đâu, cẩm cẩm. Phải vui không mấy bạn đó. Nè. Chín rồi. Wow, okay. Coi trái này coi Quyền. Bây giờ xử tử cái này. Nè, coi nè. Đó, đó. Ăn tại 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 gốc cây luôn nha mấy bạn. Vườn. Không sao. Thôi thôi, chu nó chín luôn kìa. Cũng làm gì không? Giữ chết nhưng mà không. Chín luôn, chín luôn. Ôi, cho mày nữa. Cho mày cầm chín. Kia nữa, cầm cầm để chín nữa. Ai ăn nữa? Cầm đây. Chín tại vườn luôn mấy bạn ơi. Đã không? Cái này bị kiếm rồi. Biết ăn không? Nó biết ăn không? Ăn quá chừng á. Này bẻ đi, bẻ. Một xíu lên. Cái cầm này cầm chi trong nữa. Nhưng mà cái bên này nó chín, còn bên này nó hơi cứng mà bên này nó bị rách rồi. Dập ba. Dập rồi. Cái này mắng cầu dai hả? Mắng cầu dai. Dai. Nè, chia nè, đó. Đã không? Thương miếng thương. Mắng cầu dai đó mấy bạn. Nó rụng. Cái này mình không có hái nhau bạn nha, cái này nó rụng nè. Mắng cầu mà nó rụng dưới đất nè. Mình lụm trái này á. Cái này chua rồi. Tối ngày bắt đầu đi mua mắng cầu á. Tại vì hái cái bán không? Cái này cho nó mọng nước không? Đẹp quá chừng luôn nè. Ơi, cô Linka muốn nha. Nè, coi nè. Hái đi, có nhiêu hái hết. Ở ngoài chợ nó bán đồng mấy trái ta? 4 trái hả? Đồng 4 trái, 3 trái tùy. Wow. Còn ở đây hả, nó rụng rồi cái nó đầy. Cái đây là hái nha, chủ cảm ơn nữa. Nha. Yeah. Ôi, mấy này ngon quá nè. Này mà vừa hái chanh mà vừa cầm cái mảng cầu nữa thăm mấy bạn. Cà bạc sư đó, cây luôn đó. Em cầm cái nào là trái đó là nó rụng. Đâu vậy? Cây luôn. Nè, wow. Chanh không? Em. Đẹp quá chừng. Wow. Rụng cùi không á? Anh đụng tới là rụng cùi. Đụng tới rụng cùi hết. Cái này cũng rụng cùi nè. Không có cái nào mà còn nguyên cùi hết á. Bỏ ra 15 phút mình thanh ra anh thanh hải. Cái cây chanh này quá chừng nữa quý vị ơi. Cây chanh này nước rất là nhiều ngon ghê. Đã không, đã không mấy bạn? Mình muối đi, mình muối đi. Hái một bị đây. Nào là mắng cầu, nào là chanh, nào là samoche. Mắng bạn thấy không? Sau khi tích tắc đâu trong vòng chưa tới 5 phút nữa mấy bạn. Cái này chín nứt luôn. Samoche, mắng cầu. À, chanh. Nghe nào, quay mấy trái này, đừng quay cái mặt em nha. Ai thấy không nữa. Đó mấy bạn, chưa tới 5 phút nữa là một nhỏ. Biết gì anh Khanh? À, cái này là cái mít nghệ. Các bạn thấy không, mùa này mùa nhãn mà nhà anh này không ăn, anh để cho cái gì đó nó khô luôn thành một chùm như vậy nè mấy bạn. Cái nhà người ta trồng mình tới mình hái thôi. Mấy bạn ơi, về Florida đi, cái gì cũng có hết trơn á. Thế mắng cầu. Không những trái cây cũng có mà còn những người đẹp cũng có nữa. Cái cô mà đang hái ơn trước kìa. Đang ăn sale 80%. Đúng rồi, cô này đang ăn sale. Còn em là show rồi nha. Ăn đâu có hết. Cho nên ảnh cứ kêu tụi mình tới, cứ mỗi cuối tuần là tới hái với lụm. Đây mấy bạn, cái này cây gì không? Cây me. Nó cũng mới có ra bông à. Thấy chưa? Trái này mềm. Một trái này mềm. Bạn thấy không? Trái mắng cầu dài nè, ở Florida rất là bự phải không? Còn trái này chín lắm rồi nha.
ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Xin chào tạm biệt. Các bạn nhớ bấm like, share and subscribe.